Hai, các bạn ăn sáng chưa? Nếu sáng ngày hôm nay mình ăn món cơm tấm á, có cà chua với lại dưa chuột nè. Thấy dưa chuột có thương không? Đó, trái mật ú. Dưa chuột này là Thảo Nguyên mới về hái ở trên cây, trên lầu xuống nè. Thì mới về la nói là đợi chờ cái cà chua chín rộ một lần thì với Thủy sẽ live stream. Hôm bữa mình làm thì hơi bị hư tiếng đó, nên Thủy bỏ rồi. Nè, nhìn cái cà chua ghê, tròn dễ thương ghê chưa, rất là nặng nha, đặc, cái ruột rất là đặc nè. Giống cà chua này nói chung là một chùm nó khoảng chừng 10 bông, mà các bạn biết không, là Bích Thủy trồng á thì nó sẽ đậu khoảng chừng 8 trái. Ô rớt quá chừng luôn gì đó, đẹp không nè. Cà chua đó Bích Thủy trồng á rất đơn giản, trong một cái chậu đất rất là nhỏ, Bích Thủy trộn với là Genki, và đương nhiên là có phải có NPK nha, hoặc là ure là đạm thêm vô ha. Rồi mình trồng, rồi khi mà bắt đầu ra bông á thì mình dùng cái này nè các bạn ơi, bo kẽm giúp cho là ra bông đều, đậu trái đều nhiều và trái mình nó cứng giòn. Tại sao trái cà chua của mình á nó cầm lên nó cứng nhắc à, nó chắc nịch như nè, là bởi vì nó có bo kẽm đó, chất dinh dưỡng, và làm cứng chắc, bị chống bị dập nữa ha. Rồi trong quá trình đậu trái, rồi sau khi đậu trái rồi đó, chúng ta phải xịt lại lần này nữa cho đừng rụng trái nha. Và trong quá trình dưỡng trái thì amino humic số 1 là chất dinh dưỡng rất là tốt, trong đó có amino và humic là hai cái chất dinh dưỡng dễ hấp thụ cho cây trồng. Thì ở đây là tại vì Hiếu á hái xuống đây rồi nên Bích Thủy làm cái clip nhỏ ở đây để giới thiệu. Nhưng Bích Thủy hẹn các bạn là khoảng chừng 3 ngày nữa đi, khi mà cà chua chín rộ đi, ở cái vườn cà chua Bích Thủy sẽ lên đó và live stream cho các bạn xem. Người thật, việc thật, biến cái sân thượng của mình hoặc cái lan can của mình ở giữa lòng thành phố là một vườn cây ha, một vườn rau, để chúng ta có thể có mặt, vườn rau của mình có mặt trong bữa ăn một cách rất là làm cho chúng ta cảm thấy là bữa ăn nó ngon hơn và vui hơn, bởi vì chính chúng ta là người trồng. Các bạn thành phố có được vườn rau như thế này thì rất là vui đúng không? Và nhưng các bạn sản xuất thì lại cần hơn nữa những cái sản phẩm này để tăng năng suất cho cây trồng. Chào các bạn nha. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy liên hệ với Bích Thủy 0934779900. Bye bye.